giữa trời trưa nắng chói chang, cặp đôi này bỗng bế nhau ra quảng trường bươm ba bươm mặc kệ sự nhắc nhở của nhiều người. Không ai hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Vào ngày 28 tháng 2, video quay lại cảnh một cặp đôi giữa trưa ngồi ở quảng trường đã khiến nhiều người chú ý. Không phải là ngồi tâm tình, tâm sự như bình thường, cô gái ngồi thẳng lên đùi chàng trai rồi cả hai diễn cảnh bưng ba bưng, khiến nhiều người đi ngang đỏ mắt. Chuyện chăn gối vốn là chuyện nên kính kẻ chỉ đôi bên biết với nhau, nay cả hai mang ra giữa quảng trường khiến không ít người phải ngượng ngùng. Người đi ngang che mặt bỏ đi, người liếc nhẹ rồi mặc kệ, có vài người lại cần nhắc nhở, thế nhưng họ bị cặp đôi phớt lờ. Cặp đôi rủ nhau giữa trưa ra quảng trường để bưng ba bưng mặt sự khó chịu của người khác, thậm chí còn không chịu dừng lại dù đã được nhắc nhở. Video được chị Hà Nội quay lại khi đứng phía bên kia đường. Chia sẻ trên Facebook, cư dân mạng này cho biết, tuổi trẻ bây giờ chúng nó manh động thật. Giữa trưa, tại quảng trường Thái Bình mà chúng nó thịt nhau. Người lớn ra nhắc nhở cũng không dừng. Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều người đã lên án hành động bất thuần phong mỹ tục của cặp đôi này. Nhiều người cho biết, tình cảm thì có nhiều cách thể hiện, với vài chục, 100.000 người ta có giường có nệm, có máy lạnh để tha hồ riêng tư ở nhà nghỉ hạng trung. Hầu hết các cư dân mạng đều cho rằng, không một lý do nào có thể giải thích việc hai người không tìm nơi kín đáo, mà làm chuyện ấy nơi công cộng. Có ham muốn làm chuyện ấy nơi công cộng là một căn bệnh tâm lý. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, thì có ham muốn nơi công cộng hoàn toàn là một căn bệnh tâm lý. Cũng giống như có người thích bạo lực, thì có không ít người lại muốn được trải qua cảm giác hồi hộp khi yêu, nơi công cộng. Cảm giác hồi hộp ấy còn căng thẳng và kịch tính hơn cả. Khi chúng ta đi ăn trộm bị bắt quả tang, nên nếu thành công, nó sẽ mang lại sự phấn khích cực kỳ lớn mà đã trải qua rồi thì ai cũng muốn ném lại lần nữa. Video liên quan đây hoàn toàn không phải là điều gì quá lạ lẫm ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì đây thực sự là một hiện tượng quá khó để chấp nhận, bởi theo phong tục tập quán của người Á Đông thì tình dục là một vấn đề cực kỳ tế nhị mà bạn chỉ nên làm khi ở trong phòng kính có hai người mà thôi. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ad, oi.